Tôi cầu thủ đá banh mà. Gây là gây băng cây gì chỉ có một lá? Cây gì có một lá? 5, 4, 3, 2. Cây dù. Không ai gọi là lá dù. Thua. Tôi thua à? Đó là lá cờ. À. Đi thì đứng, đứng thì ngã là cái gì? Đi thì đứng, đứng thì ngã. Cột quá. Hả? Cái cột đó ạ. Cái cột đứng như làm sao mà nó bị gió thổi. Ý là cái cột nó chống lên mà mình không có có cẩn thận là nó cũng sẽ bị ngã mà. Ngã mà. Đúng, chứ nhận đáp án này. Oh no. Đó là xe đạp. Tôi biết tại sao tôi sai câu này rồi, bởi vì nhà tôi có chiếc xe đạp và tôi chưa bao giờ bơm lốp để tôi đi hết. Làm sao mà tôi biết được? Làm sao mà tôi biết được? Thắng làm vua mà thua thì cũng là như thế. Có huyền sao nặng thế này, bỏ tiền thêm hỏi dùng may áo bẩn giúp cha mẹ đỡ đần. Vì thêm nặng phải lãnh phần trong em là từ gì? Chị. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim? Chương trình bây giờ đổi của chương trình nhanh như chớp rồi hả mọi người? Tôi sẽ... 5, 4. Tôi dời con chim ở chỗ khác xong tôi lấy nhánh cây xong tôi dời con chim này chỗ cũ. À không, không được dời con chim đi. Tôi sẽ... kệ con chim, sẽ lấy nhánh cây cho nó rớt chết đi. Cái câu hỏi gì mà... Câu hỏi gì mà vô lý quá vậy? Đi ra đi. Để cho thấy nhánh cây nào. Cũng là một đáp án. Ừ. Chim mà không phải là con nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có một phương án khác là cứ ngồi chờ nó bay đi. Thôi, tôi đuổi nó đi là cũng quá hợp lý rồi. Cái quỷ khùng. Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 nhá. Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Chính xác. Trời. Đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Tôi có một cái chân, một cái lưng nhưng không có cơ thể. Cái ghế hả? Chính xác. Câu hỏi này có vẻ như quá dễ. Thế giới cũng chỉ thế thôi. Một con hổ bị xích vào gốc cây. Sợi xích dài 30 mét. 30 mét. Có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Có cách nào để con hổ ăn được bụi cỏ đó không? Nếu như mà xích vào chân của con hổ thì ý là có yêu cầu xích vô đâu nọ. Tại vì xích vô chân thì nó vẫn chồm cái đầu nó ra để nó ăn được. Đáp án của tôi đó là xích vào chân thì con hổ sẽ chường cái người ra để ăn cái bụi cỏ đó. Sai. Ủa, con hổ ít nhất cũng phải dài 1 mét chứ mọi người. Xích vào đuôi cũng được. Sai, không có cách nào hết bởi vì hổ không ăn cỏ. Tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà gì lỡ nhưng mà nó đói quá hay sao? Nó có ăn cỏ không ta? Lỡ nhưng mà nó đói quá hay sao? Nó có ăn cỏ không ta? Tôi cũng đang trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào? Thứ nhì. Chính xác. Câu hỏi quá là sơ khai. Câu hỏi quá là sơ khai. Việc mà ai cũng là mỗi khi kết thúc một ngày bắt đầu một ngày là gì? Đánh răng. Sai. 5, 4, 3. Nhắm mắt ạ. Chính xác. Bỏ mắt. Khi nào 5 + 2 = 1? Tôi nghe quen quen nè. Tôi nghe quen quen lắm. Tôi thua đi. 5 ngày trong tuần á, cộng với 2 = 7, 7 là 7 ngày một tuần. Tôi biết ngay là nó liên quan tới thời gian mà. Tôi biết ghê luôn á, nhưng mà tôi đang suy nghĩ, ủa sao giờ mà nó có thể như thế được ta? Nam là một cầu thủ giỏi, anh đá phạt bền bỉ để công 100%. Vậy Nam khi đá phạt, Nam đá vào đâu? Nam đá vào quả bóng. Chính xác. Tôi là cầu thủ đá banh mà. Gây băng chơi. Tôi là cầu thủ đá banh mà. Bậc thầy sân thượng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024.